chào các bạn, mình là Anh Thư, mình đến từ quạt trần Mr. Vũ, quạt cho người giàu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu quạt trần có tên gọi là IG. Cánh chim sải rộng, giao lượng trên không trung, vô tình trùng khớp với ý tưởng về sự phát triển tăng trưởng vượt bậc của những hoài bão lớn lao. Đó là nguồn cảm hứng để Mr. Vũ tạo nên mẫu IG thiết kế chiến lược. Cánh quạt được chế tác gọt giũa cầu kỳ từ gỗ bazan, một loại gỗ hiếm và nhẹ. Thiết kế bản cánh to, cong vút về phần đuôi giúp lấy gió hiệu quả. Ba cánh quạt phút lên như những chú chim đại bàng đang tung cánh bay lượn. Quạt IG được sử dụng động cơ DC siêu nhỏ, siêu tiết kiệm điện, vận hành êm ái. Toàn bộ phần kim loại được làm từ aluminum cao cấp, hoàn toàn phù hợp cho môi trường khắc nghiệt như môi trường ven biển, không lo bị gỉ sét. Sải cánh phổ thông Mr. Vũ sản xuất cho mẫu IG là 1m52, phù hợp với nhiều không gian chung của kiến trúc Việt. Tuy nhiên, Mr. Vũ nhận sản xuất nhiều màu sắc, nhiều sải cánh như 1m82, 2m2, tùy theo yêu cầu của quý dự án. Đây là mẫu quạt đột phá về thiết kế lẫn động cơ. Cánh quạt được tính toán kỹ lưỡng sao cho độ nghiêng cánh phù hợp, tạo làn gió tự nhiên và sức mát. IG có thêm phiên bản đèn LED với chao đèn thủy tinh dày dặn, khung tản nhiệt làm bằng aluminum, ánh sáng vàng ấm với công suất 18W giúp căn phòng trở nên rực rỡ hơn. Quạt IG được bảo hành động cơ lên đến 10 năm. Ngoài ra, Mr. Vũ còn có chính sách bảo trì, vệ sinh miễn phí 2 lần trong năm. Hãy đến với Mr. Vũ để cảm nhận được vẻ đẹp của mẫu quạt IG nhé!